Đây là lưỡi gạt nước mới chính hãng của Volkswagen. Và nếu như mọi người để ý kỹ thì trên lưỡi gạt nước này nó sẽ có một lớp phủ rất là đặc biệt. Chỉ cần để ý và vuốt nhẹ lên sẽ có một cái màu rất là đặc trưng. Và nhiều người lầm tưởng đây chính là bụi bẩn, dẫn đến việc vệ sinh sai cách, làm giảm tuổi thọ của lưỡi gạt cũng như là hiệu suất gạt nước trên xe. Và đây là một số lưu ý về gạt nước trên xe Volkswagen. Vệ sinh gạt nước như thế nào là đúng cách? Đối với lưỡi gạt trên kính lái, hãy chỉnh trình gạt nước về vị trí bảo dưỡng theo các bước sau. Khi vị trí cần gạt nước đã trở về vị trí giữa kính lái, chúng ta dùng một tay để nhấc cần gạt nước và dùng khăn sạch vuốt nhẹ lên bề mặt lưỡi gạt. Lưu ý không dùng lực quá mạnh để tránh làm tổn hại đến lớp phủ nguyên bản trên bề mặt lưỡi gạt. Sau khi đã vệ sinh bề mặt lưỡi gạt, để cần gạt trở về vị trí thông thường, chúng ta hãy làm theo các bước sau. Khi nào nên thay lưỡi gạt nước? Phần lưỡi gạt nước bằng cao su nên thay thế sau mỗi từ 6 đến 12 tháng hoặc có những hiện tượng sau. Đầu tiên, sau khi đã vệ sinh đúng cách nhưng gạt nước vẫn không sạch hoặc phát ra những tiếng kêu khi hoạt động. Thứ hai, cần gạt nước bị cong vênh do tác động của thời tiết, đặc biệt là thời tiết nắng nóng. Hãy luôn sử dụng phụ tùng chính hãng của Volkswagen và đừng quên follow kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Volkswagen Việt Nam. Volkswagen.